Niệu quản là ống dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang. Đây là một ống cơ hẹp với đường kính khoảng 3 mm và lòng trong của nó còn hẹp hơn nữa do thành cơ của niệu quản khá dày với nhiệm vụ tạo thành nhu động để đẩy nước tiểu xuống dưới. Trong bối cảnh bể thận ở bên trên không tạo được chút áp lực nào. Với chiều dài 25 đến 28 cm, niệu quản chạy qua hai đoạn là đoạn bụng và đoạn chậu. Đoạn bụng được tính bắt đầu từ chỗ nối bể thận niệu quản cho tới khi hết eo trên, để rồi liên tiếp với đoạn chậu chạy sát ở thành bên và sàn chậu trước khi đổ vào đáy của bàng quang. Trên dọc chiều dài, niệu quản hoàn toàn nằm ở khoang ngoài phúc mạc. Ở đoạn bụng, nó được phủ ở phía trước bởi phúc mạc phủ mặt trước thành bụng sau. Ở đoạn chậu, nó được phủ bởi phúc mạc phủ thành bên và sàn của chậu hông. Ở nam giới và nữ giới, niệu quản đoạn bụng có liên quan giống nhau. Tuy nhiên, liên quan của niệu quản đoạn chậu có sự khác biệt giữa hai giới do sự khác biệt của các cấu trúc cơ quan sinh dục trong nằm trong chậu hông. Với đoạn bụng, niệu quản bên phải và bên trái có một số liên quan giống nhau. Sau khi được hình thành, niệu quản chạy ở phía trước so với phần trong của cơ thắt lưng lớn. Phần cơ này cũng ngăn cách giữa niệu quản với mỏm ngang của các đốt sống thắt lưng dưới. Xen giữa niệu quản và bề mặt của cơ thắt lưng lớn đó là thần kinh sinh dục đùi, một thần kinh được hình thành từ nhánh dưới của nhánh trước thần kinh sống thắt lưng thứ nhất hợp với một nhánh từ thần kinh sống thắt lưng thứ hai và sau khi được hình thành, nó chọc xuyên qua cơ thắt lưng lớn để lộ ra trên bề mặt cơ này và bắt chéo ở phía sau niệu quản để chạy xuống dưới và ra ngoài. Các niệu quản phải và trái cũng bị bắt chéo ở phía trước bởi các mạch sinh dục bao gồm có các động mạch và tĩnh mạch. Ở nam giới gọi đó là các mạch tinh hoàn, đây là hình ảnh các tĩnh mạch đi kèm để đổ về tĩnh mạch chủ dưới. Các động mạch thì tách ra từ động mạch chủ bụng ở mức khoảng độ sống tất lương thứ 2. Chúng ta có hình ảnh của các mạch sinh dục bên phải và các mạch sinh dục bên trái bắt chéo phía trước các niệu quản để chạy xuống dưới. Và tương tự chúng ta cũng sẽ có các tĩnh mạch đi kèm, trong đó các tĩnh mạch sinh dục ở bên trái thì thường đổ về tĩnh mạch thận trái. Chúng ta có hình ảnh của các mạch sinh dục, các niệu quản phải và trái cũng được phủ ở phía trước trong ổ bụng bởi các đoạn ruột non, trong đó niệu quản ở bên trái thì chủ yếu bị chắn ở phía trước bởi các đoạn của hống chàng, còn niệu quản bên phải thì bị chắn ở phía trước bởi các quai hồi chàng. Sự khác biệt giữa niệu quản phải và trái trong liên quan bao gồm như sau. Phần đầu tiên của niệu quản bên phải bị chắn ở phía trước, bị che phủ ở phía trước bởi phần xuống của tá tràng, trong khi phần đầu tiên của niệu quản bên trái bị che lấp bởi quai hống chàng đầu tiên. Dọc chiều dài của đoạn bụng, niệu quản bên phải liên quan tới tĩnh mạch chủ dưới. Ta có hình ảnh của tĩnh mạch chủ dưới. Tĩnh mạch chủ dưới. Trong khi niệu quản bên trái liên quan tới động mạch chủ bụng. Ta có hình ảnh của động mạch chủ bụng. Sự khác biệt tiếp theo về mặt liên quan của hai niệu quản phải và trái đó là việc các niệu quản bị bắt chéo phía trước bởi các mạch máu cấp máu cho các đoạn của ruột già. Trong đó niệu quản bên phải bị bắt chéo ở phía trước bởi các nhánh bao gồm có động mạch góc phải. Các nhánh tách ra từ động mạch mặc treo tràng trên động mạch góc phải à, động mạch đại tràng phải rồi động mạch hồi đại tràng một động mạch cấp máu cho không chỉ đại tràng mà còn cả mạnh tràng và hồi tràng và một nhánh cấp máu cho ruột thừa chúng ta có các nhánh của động mạch hồi đại tràng à, ba nhánh tách ra từ động mạch mạc treo tràng trên bao gồm có động mạch góc phải. Chúng ta có động mạch đại tràng phải và chúng ta có động mạch hồi đại tràng. Các động mạch này bắt chéo phía trước niệu quản và bắt chéo trước cả động mạch sinh dục trước khi chạy tới phần bên phải của đại tràng để cấp máu cho phần cấu trúc này. Còn ở bên trái thì niệu quản trái sẽ bị bắt chéo phía trước bởi các nhánh đại tràng tách ra từ động mạch mạc treo tràng dưới. Chúng ta có hình ảnh của động mạch mạc treo tràng dưới. Nó tách ra động mạch lên để chạy tới góc đại tràng trái. Động mạch này cũng bắt chéo phía trước các động mạch sinh dục và niệu quản Rồi động mạch mặc treo tràng dưới Còn tách ra thường từ một thân chung Với động mạch lên Đó là động mạch đại tràng trái và ba nhánh tiếp theo của động mạch mạc treo tràng dưới bắt chéo phía trước niệu quản và các mạch sinh dục. Đó là các động mạch đại tràng sigma. Chúng ta có hình ảnh của các động mạch đại tràng sigma lộ ra tại vị trí rễ của đại tràng sigma. Các nhánh tới cấp máu cho các đoạn đại tràng sigma. Và đây là hình ảnh của nhánh cuối cùng đi xuống cấp máu cho phần trên trực tràng, chúng ta gọi đó là động mạch trực tràng trên. Đây chúng ta có thể thấy hình ảnh của các nhánh cấp máu cho phần bên trái của đại tràng. Trước khi đi tới cấp máu cho các cấu trúc này thì nó bắt chéo ở phía trước niệu quản và bắt chéo trước luôn cả các phần mạch sinh dục. Chúng ta có hình ảnh lần lượt các cấu trúc mạch ở đây đó là động mạch lên Chúng ta có nhánh tiếp theo là động mạch đại tràng trái. Và đây là hình ảnh của các động mạch sigma. Động mạch đại tràng sigma. Đây là một sự khác biệt nữa về mặt liên quan các mạch bắt chéo ở phía trước các niệu quản phải và trái. tách ra từ các động mạch mặc treo trên và động mạch mặc treo chẳng dưới. Sự khác biệt thứ tư giữa các niệu quản phải và trái. Đó là việc chạy sát với cả bờ trong của niệu quản ở bên trái. Đó là một tĩnh mạch nhận máu từ các vùng được nuôi dưỡng bởi các nhánh mạch của động mạch mạc treo chằng dưới. Đây là hình ảnh của tĩnh mạch mạc treo chằng dưới. Ừ, chúng ta có hình ảnh của các tĩnh mạch mạc treo chằng dưới. À, tĩnh mạch mạc treo chằng dưới sẽ chạy ngược lên trên ở trong hơn so với niệu quản để tới mức đây là hình ảnh của tĩnh mạch mạc treo tràng dưới để tới mức góc táo ông tràng thì chạy cong vào trong để lên trên ở sau thân tụy đổ về tĩnh mạch tỷ trước khi hợp với cả tĩnh mạch mạc treo tràng trên nữa để tạo thành tĩnh mạch cửa và sự khác biệt cuối cùng về mặt liên quan giữa hai điều quản phải và trái là ở phần cuối của đoạn này trong khi điều quản ở bên phải bắt chéo sau rễ của mạc treo ruột non mạc treo ruột non và bị chắn ở phía trước bởi đoạn hỗn tràng cuối cùng rồi nó bắt chéo ở phía trước nguyên ủy của động mạch chậu ngoài bên phải thì niệu quản ở bên trái bắt chéo ở phía sau rễ của mạc treo đại tràng sigma chúng ta có hình ảnh rễ của mạc treo đại tràng sigma mà trên hình ảnh này thì lá trên của mặt treo đại tràng sigma đã được cắt khỏi mép trên cái rễ mặc treo này để rồi lật ra phía trước và xuống dưới chỉ còn giữ lại lá sau sau khi bắt chéo ở phía sau rễ mặt treo đại tràng sigma thì niệu quản bên trái bắt chéo ở phía trước chỗ chia đôi của động mạch chậu trung bên trái thành các động mạch chậu trong và chậu ngoài một hình ảnh liên quan tới mạch máu khác chúng ta quan sát thấy ở trên hình ảnh này đây là đoạn đường đi của niệu quản bên phải nó bắt chéo ở phía trước nguyên ủy của động mạch chậu ngoài ở bên phải tuy nhiên ở bên trái thì nó bắt chéo ở phía trước chỗ chia đôi của động mạch chậu trung trái tạo thành các động mạch chậu ngoài và chậu trong chúng ta có hình ảnh của động mạch động mạch chậu chung bên trái và sau khi bắt chéo trước chỗ chia đôi của động mạch chậu chung trái thì niệu quản chạy ở ngách gian sigma một ngách nằm ngay dưới mặt chậu đại tràng sigma và các đoạn đại tràng sigma À, hình ảnh chúng ta quan sát thấy lá dưới của mặt treo đại tràng sigma Và nếu chúng ta lật các đoạn đại tràng sigma và lá dưới của mặt treo đại tràng sigma lên Thì chúng ta sẽ thấy có một ngách của ổ phúc mạc nằm ở trong đó Chúng ta gọi đó là ngách gian sigma Như vậy chúng ta thấy có những điểm giống nhau và khác nhau về mặt liên quan giữa các điệu quản phải và trái Và ở cả hai giới thì liên quan này là như nhau